Cá đồng vlog xin chào các bạn. Hôm nay bằng ếch nhậu các bạn ơi. Ba anh đang soạn ếch ở ngoài. Đâu các bạn ơi, anh đồng đi hôm nè. Đó. Ấy chưa. Ếch nhậu các bạn ơi. Gặp ngang lúc này muốn xào độc nghệ cũng đâu có độc nghệ đâu, xào sang nó nhổ nó bỏ hết. Sao của hành với mô rần nha. Đã hành. Nào mấy ít cái to to không à. Ba con vững. Ừ. Con nhỏ xíu rồi đó. Con con nhỏ. Chung ếch này cũng tạm được ha. Cũng ngon. Tôi bắt hai con đâu bị lớn. Bữa đó hả? Ừ. Còn con này. Đó, đầu bếp bắt đầu làm ếch. Hôm anh em thức tới rồi, sáng nè, 3-4 giờ sáng nè. Đó. Đó, ếch hôm anh em sôi giờ ốp nướng các bạn ơi. Có ốp vụ không? Cho ví dụ vô. Chị ốp bình thường đi, ốp bình thường. Anh em nào có nhu cầu mà kêu đầu bếp này ướp sao chỉ, ướp sao liên hệ nha. À. Đó, các bạn thấy đã không? Thấy ớt mà không thấy. Có dầu ăn vô, miếng dầu ăn vô. Ủa quá, tao quen lên, tao biết bị mốt mấy kia, nó dê, nó cua gà tao sao? Khùng quá anh Sang ơi. Đó, các bạn thấy đẹp không? Có bữa đèn có thật. Tao thấy mày ấy, nước mắm thích quá, nó lạc nhất là sao? Lạc có gì chấm gì cái để nó rắc lắm, dữ lắm, mặn chát lắm không? Ướp nha các bạn. À, ướp, giờ bắt đầu đem ra, lên bếp, bia đem tới. Ý da, uống đồ đế gì nè, uống đồ đế nha, uống bia. Uống gì? Uống đế. Cái này uống đế chứ đâu có uống bia. Đế hay bia? Đế. Uống bia chứ uống đế xịn đế ngày luôn. Đế gì cái này uống. Rồi bắt đầu nha. Đấy chưa các bạn. Rồi. Giờ bắt đầu dành tiếp tục chương trình. Này bắt được nhiều đó hả? Nhiều. Nướng các bạn ơi. Đó giờ anh ba đầu anh nướng ếch nướng sa tế nha các bạn. Ủa vậy ông Tèo làm nhiều lắm hả? Em dưới là Tèo với anh Chí, hai người bắt có rồi. Tối quá các bạn ơi, nướng tranh thủ người làm mẹ con hai con cho đã. Trứng là thay đã. Đã quá các bạn ơi. Thơm phức luôn. Trứng hết hồn luôn. Thơm quá các bạn ơi. Ôi chết được. Thơm phức. Quá trời đã luôn. Chả nó có 55 quá. Đã quá các bạn ơi. Chứ gì ạ? Ông đổi là lấy tiền lại hả? Trả là tao lấy tiền lại. Tao mua cái này rồi. Còn kia nó dính cục. Là sao? Còn cọ. Sang thì cũng cục riêng đó. Đợt cũng mới trả. Thơm quá các bạn ơi. Ếch nướng sa tế mình thơm đi. Khối bài diêu. Rau nhà trồng nha các bạn, sang nhà đất vườn rộng anh trồng rau ở nhà không. Đây là cái nồng. Đấy. Còn nhỏ. Rồi xanh nè, cái nồng. Rồi đủ rồi. Rau nhà trồng luôn các bạn ơi. Đó, tối quá anh em cũng tranh thủ người ta ăn chân có nhậu. Tăng hôm bắt ếch ghê quá. Mốt chỉ cho ông mới nội công nha ông Tăng. Ếch ghê quá. Hai tay hai cặp luôn. Trời ơi lấy cái thao với cái vỗ. Chín rồi các bạn ơi. Dạ. Thơm quá. Quá thơm.
quá đã. Này mướn là thợ nướng này ở dưới Quy Đức á nha. Này là ba điên ý lộc ba tiền. Sắp xong rồi các bạn ơi. Thơm quá. Rồi, nướng đi, nướng nếp đi, chuẩn bị vô kèo nhậu rồi. Hôm hai anh em đi buổi tối hôm được mới ớt sáng chiều nay nhậu. Quay phút phút thôi đừng quay gì quá. Nay là mới rồi. Nhậu các bạn ơi, nhậu ở nhà ơi. Giờ ếch nướng chín rồi tặng lên bên á rồi dứt á. Rồi vậy anh em đem chạy nướng hết rồi. Ừ, nãy giờ ngồi ba tiền. Ba tiền nướng ếch mà chảy miếng hồng luôn à. Rau nhà nghe, rau nhà trồng không có mua ăn thoải mái luôn. Mới thuốc chiều á. À. Mới thuốc chiều. Trĩ á. Vô, mời anh em nha. Mời một màu quý hiếm á. À. Năm chỉ có mùa này có à. Vô cả nhà ơi, uống với anh em tôi miếng này. Ai, trời ơi. Đã. Vô coi. Giờ mình bóc mới ngon nè. Đã xỉn cái này báo anh em đậu cái món tiêu rồi nhau. Đùi đùi đùi. Đùi cả nhà ơi. Hết nữa. Quá ngon. Ngon. Nè. Lại đi cho nha nó làm cái coi. Nha nó cũng thèm lắm rồi. Nó anh em tụi tôi thì chiều qua bắt ếch về nướng nhậu vậy thôi, xong uống trà. Quá đã luôn. Này nướng là thơm, mày ếch nướng rồi là thơm sắc nữa không? Ếch nướng là khỏi nó nói. Ăn đi. Cơm cơm xong. Cơm rắn. Lẩu có ngát chứ chua. Vô cả nhà ơi, mời cả nhà ăn cái mình dừng video nhậu với mấy ông này để nãy giờ nhậu không lại mấy ông. Rồi xuống.